chú ơi. Bé. Trời ơi, từ hôm qua tới giờ con đi đâu? Con có biết là ba mẹ và các chú lo cho con lắm không? Dạ con biết, nhưng mà con không về được. Chú này muốn giết con. Là anh Mạnh. Chuyện này là sao? Chị Lan Trinh ơi, chị Lan Trinh. Chị Lan Trinh. Chị Lan Trinh ơi. Thường ngày chị ở trong phòng mà, sao trong lúc gấp không có ai hết trơn vậy? Giờ mình phải làm sao đây? Không được, mình phải đi kiếm chú quỷ mới được. Đôi tay vẫy tay mùi máu chẳng thể rửa gội. Ôi ra như ngày nào, ôi ra như ngày nào. Mình từng lạc lối tối thầm, mình từng lạc lối thầm. Trong đây đây là sẽ không qua được. Không qua được cũng phải qua được. Không phải con là anh ta do Nhất Quyền hay sao? Phải cứu bằng được Sơn Duy. Con và thầy Bảo đã cố gắng hết sức, nhưng mà chất độc của chú Sơn Duy mắc phải là chất kịch độc. Ôi không, ta cho May đi học. May lại nói chuyện với ta như vậy đó hả? Ba còn chưa biết con và con của ba. Ba chưa gặp mẹ nữa. Ba có biết không, mẹ đợi ba mấy chục năm nay rồi. Mẹ ơi, ba đừng có chết nha ba ơi. Ba tỉnh dậy đi ba ơi. Con xin ba nữa ba ơi. Để rồi lòng tốt trong tôi còn chị Mai Trâm ơi, chị đưa ba em ra nước ngoài chữa bệnh giống như anh Đông Quân đi.